Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vân. Video ngày hôm nay sẽ là một video unboxing mở hộp Sephora Playbox. Hộp này là hộp của tháng 3 năm 2017. Vân nhận cái hộp này được 2 ngày rồi và Vân đã làm video vào hôm qua, nhưng mà video khá là fail, cho nên là Vân phải quay lại cái video khác. Cho nên đây không phải là video first impression hay là khui hộp cùng với các bạn, mà là Vân đã khui hộp này rồi. Đối với bạn nào chưa biết thì Sephora Playbox cũng là một dạng subscription như là lì xì box nè, hoặc là Ipsy, hoặc Buzzbox, hoặc là Boxycharm. Mình trả tiền cho họ vào mỗi tháng và mỗi tháng họ sẽ gửi cho mình một hộp, bên trong gồm 5 món deluxe sample dạng mini size với lại một ống nước hoa mini. Với cái giá 10 đô cho 5 deluxe size sample những sản phẩm bán ở Sephora, những sản phẩm high end, thì đó là một giá rất là hời. Mà thường thì những cái giá trị ở bên trong cái set này tính ra nó lời hơn rất là nhiều so với cái giá tiền 10 đô đó. Ở mỗi hộp mình khui ra thì nó sẽ có chữ Play by Sephora như thế này ha. Và trong hộp sẽ là một tờ poster cực kỳ lớn, bên trong này chứa đựng tất cả những cái thông tin về các sản phẩm có trong hộp. Và có một cái thẻ Sephora Play Pass. Cầm cái thẻ này ra Sephora thì mình sẽ đổi được 50 điểm Sephora, điểm thành viên á. Và đây là cái túi của kỳ này, rất là dễ thương. Cái túi nó có ghi cái chữ là Glow Your Own Way, tỏa sáng theo cách của bạn. Và cái chủ đề của tháng này là The Clean Team. Bây giờ mình mở túi ra nha. Trong cái hộp của tháng 3 này thì nó có tới 3 sản phẩm mà Vân đã từng xài rồi, Vân đã có rồi. Và nó chỉ có 2 sản phẩm là Vân chưa xài bao giờ và một ống nước hoa mini thôi. Sản phẩm đầu tiên ở trong túi là một sản phẩm đã nổi tiếng từ rất lâu rồi. Đó là cái kem lót phấn mắt của Urban Decay. Và hiện tại thì nó mới ra thêm 3 màu mới, cho nên là chắc vì vậy mà nó bỏ cái sample này vô cho mình xài thử á. Cái này thì nó quá nổi tiếng rồi cho nên Vân sẽ không nói thêm về. Em nói cái tuyết của nó là mini size như thế này ha. Coi bộ cũng nhiều lắm, tại vì mỗi lần mình xài có chút xíu à. Vân hiện tại đã có full size của cái này rồi cho nên là Vân sẽ để lại cái này cho một ai khác. Sản phẩm thứ hai là một cái sản phẩm mà Vân đã từng xài qua rồi, đó là một cây highlighter của Benefit. Cái này là highlighter dạng thỏi. Cái mà Vân đã từng xài nó cũng size mini y chang như cái này luôn. Nó nằm trong cái hộp vậy ha. Mình mở ra rất là dễ thương. Cái thỏi của nó thì cái vỏ màu bạc như thế này. Nó có ghi chữ WhatsApp và nó có hình mấy cái bóng đèn nó xung quanh. Và bên trong thì nhìn nó như thế này nè mấy bạn. Cái này thì mình không có kéo một đường như vậy mà mình đáp lên á. Xong rồi mình lấy tay mình dặm nhẹ lên như vậy nè. Thì nhìn nó rất là tự nhiên mà nó không có bị quá bột. Vân xài cái này Vân cũng rất là thích. Tuy nhiên là Vân da khô cho nên là Vân không có thích bằng sử dụng những cái highlighter dạng liquid, dạng nước lỏng á. Sản phẩm thứ ba trong túi là một sản phẩm skincare light makeup của Josie Maran. Cái hiệu này chắc các bạn cũng đã nghe qua, cái dầu argan oil của nó rất là nổi tiếng. Thực ra thì cách đây vài hôm Vân đã mua một cái set, bên trong có một cái hộp y chang như này luôn. Cho nên là Vân sẽ để lại cái hũ mới cho người khác và Vân xài cái hũ nhỏ này. Cái hũ này thì xài cũng được khá là lâu, với lại Vân cũng thường xuyên thay đổi, Vân xài cái đồ mới để làm review á. Cho nên là Vân sẽ nhượng lại cái hũ mới cho người khác. Đây là một dạng kem dưỡng ẩm, vừa là kem lót luôn mà nó cũng hơi lạ một chỗ là trước giờ Vân chưa xài sản phẩm nào giống như này hết. Các bạn biết những cái sản phẩm kem lót mà dành cho da dầu với da hỗn hợp bị lỗ chân lông to á, thường á là những sản phẩm chứa silicone cao, tại vì nó sẽ lót đi á. Thì khi mà Vân xài những sản phẩm chứa silicone như vậy á thì nó lót đi thật, nhưng mà nó rất là khô, với lại nó bị trơn trượt, đánh kem nền nên không có ăn. Nhưng mà cái sản phẩm này thì lại giống như là kem dưỡng nhưng mà lại lấp đi cái lỗ chân lông, với cái cảm giác giống y chang như mình đang xài những cái kem lót của silicone giống như vậy. Nhưng mà nó lạ lắm kìa, nó tiếp nước mà nó mềm, nó mịn da, nó không có cảm giác khô với lại trơn trượt giống như Vân nói, mà với lại đánh cái kem nền lên thì nó ăn. Cái kem này thì nó ghi là xài trước hoặc là sau khi make up, nhưng mà Vân nghĩ sau khi make up chắc hơi fail á, cho nên là Vân thấy xài trước make up là ok nhất. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm Vân đã chờ đợi rất là lâu, tại vì thường á mỗi tháng nó hé cho mình coi thử một chút thì Vân thấy được cái tuyết Glam Glow này. Vân rất là háo hức chờ để thử nó, tại vì Vân rất là thích cái hiệu Glam Glow. Cái tuyết này là một cái tuyết kem dưỡng mà nó vừa like với kem lót, cũng giống như Josie Maran, nhưng mà nó lỏng hơn, nó không phải là mattify làm mờ đi những cái lỗ chân lông giống như cái của Josie Maran, mà cái này thì nó lại làm mềm da, rất thích hợp với những bạn nào mà da khô mà đánh kem nền hay bị mốc á. Với lại cái này nó tạo cho da có cái độ bóng khỏe, rất là hợp cái mốt hiện tại ở Sephora là cái mốt highlight với lại glow á. Tiếp của Vân á thì nó có màu nude glow, hình như là nó có cái hũ màu trắng, còn nó sáng hơn, với lại một cái hũ khác màu tối hơn nữa. Còn cái tiếp màu hồng này á thì nó là cái màu ở giữa. Tất cả những sản phẩm của Glam Glow Vân xài Vân rất là thích. Sản phẩm thứ năm là một sản phẩm dành cho tóc, đó là một chai dầu của Verb tên là Ghost
Oil. Không hiểu tại sao nó lại tên là Ghost Oil, nhưng mà thực ra là Vân chưa bao giờ xài dầu của Vớt cũng như là tất cả những sản phẩm khác của Vớt, cho nên là Vân cũng không biết là nó như thế nào. Vân sẽ xài thử và sẽ cho các bạn cảm nhận về cái dầu này vào một video khác. Cái chai của nó nhìn như thế này nè các bạn. Vân xịt ở trên YouTube á, thì mấy cái chị ở trên đó xịt một vài giọt à, cho nên là cái này cũng xài được khá lâu á. Xịt một vài giọt lên trên tay và xoa đều lòng bàn tay và vuốt ở chỗ đuôi tóc á. Người ta nói là làm cho tóc bóng với lại mềm hơn. Và cuối cùng là một ống nước hoa mini, nó ghi là của Atelier Cologne. Mà tất cả những cái ống nước hoa trước giờ á, mà nó gửi trong cái hộp này á, đối với Vân là nó hơi bị nồng, nó hơi bị quá, nhưng mà cái này thì không hề quá một chút xíu nào hết. Cái này á, nó có cái mùi tương tự như là cái mùi của cái chai nước hoa mà Vân yêu nhất là chai Light Blue. Nó hơi ngọt hơn chai Light Blue một chút xíu thôi, và nó hơi mạnh hơn cái chai Light Blue một chút xíu. Tổng thể của nó là dạng tươi mát trẻ trung, mùi giống như là mùi hương nó làm cho mình tỉnh táo lên á, rất là dễ thương. Vân rất là thích cái mùi nước hoa của tháng này. Và đó là tất cả những gì trong cái hộp Sephora Playbox của tháng 3 năm 2017. Không biết là những bạn ở Mỹ để bạn nào nhận được hộp Playbox của mình chưa ha. Nếu mà có những sản phẩm nào mà khác với những sản phẩm mà Vân có trong hộp này á, thì comment ở bên dưới cho Vân biết chứ nha. Vân rất là tò mò muốn biết. Hình như là trong tháng này nó cũng có cái cây phấn mắt của Bobbi Brown á. Vân rất là muốn cái cây đó, nhưng mà nó lại không có cây đó trong cái hộp của Vân. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Nếu như các bạn thích xem những cái video kiểu như mở hộp unboxing như này nữa thì hãy bấm like cho Vân để cho Vân biết ha. Với lại đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Vân nha. Mỗi góp ý của các bạn hãy comment ở bên dưới, Vân chắc chắn sẽ đọc qua tất cả comment của các bạn. Những cái nút like, subscribe và comment của các bạn giúp ích cho Vân rất là nhiều. Mở hộp ra, ê cha. Mỗi nút like với lại subscribe của các bạn góp phần. Mỗi nút like với lại subscribe của các bạn góp phần cho Vân có quà. Mình sẽ được 50 điểm. Misa đang khóc. Khi nào nó mới hết khóc đây? Mẹ đang quay clip thì Misa khóc. Hello cô ba. Ta-da, ta-da, con lên clip kìa con. Misa, hello mấy chị đi con. Hello mấy gì đi con. Đứng lên trên người mẹ nè. Ôi.